Mời các bác cùng theo dõi cùng và cùng chiêm ngưỡng cái nội thất của em đài Sony KVK77S. Và em đang tháo dở rồi nhưng mà kiểu nhìn thấy nó đẹp quá thì muốn chia sẻ những hình ảnh này để cho các bác được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó bên trong. Đây, mạch còn sáng trưng, mới căng đét các bạn. Ở ngoài thì không nói rồi, ở ngoài thì chắc chắn là cũng đẹp rồi. Đây, tất cả mọi thứ đều còn zin. Con này chạy motor. Thông số đây. Công số ấy đây nó đè cái series này lên rồi. Chắc là 12V. VC pass đây, 28 này. Nó bị hỏng cửa này. Cửa này bánh răng kêu kẹt kẹt, chắc phải thay bánh răng các bạn. Thay bánh răng con này. Bên trong rất là đẹp, mối các mối hàn còn nguyên zin liền đét đấy. Thì bác chủ đài này cũng có dặn là không làm xước, thì cái đấy thì em tất nhiên là không bao giờ làm xước rồi các bạn. Đấy, những con đài mà kể cả mới hay cũ thì em vẫn phải bảo vệ nó, bảo vệ cái mặt trước của nó khi sửa nhé, các bác cứ yên tâm. Em ít khi nào để cái kiểu là cho nó xước ạ, kể cả trong quá trình sửa hay là trước khi sửa, sau khi sửa nó đều như vậy. Kể cả trong quá trình đóng gói bảo quản gửi đi cho các bác, em cũng bảo vệ nó tối thiểu nhất có thể để nó tránh va đập này, tránh quăng quật này, đấy, tránh chống cả nước luôn các bạn. Đấy, đấy trong quá trình gửi đi nhé, em bọc ni lông rồi đã, chống va đập quăng quật. Thậm chí tung cái thùng lên khoảng 2-3 mét cho nó rơi xuống, em nghĩ là cũng chẳng sao nếu như chỉ có một cục giữa. Còn đấy có hai cái loa cũng có thể cũng không bị sao các bạn. Đấy là cái tiêu chí đóng hàng của em, cho nên mỗi lần đóng hàng cho các bác em rất là kỹ. Đấy, đây các bác soi. Em đài này rất là mới. Đây cái băng dính này thì em dán vào nhé. Còn bác ấy dán cái băng dính này này, băng dính nano này này. Thực ra băng dính nào thì nó cũng chống xước được thôi, nhưng mà cái băng dính nano này ấy, nếu như các bác để lâu ấy thì nhựa keo băng dính ấy nó sẽ bị bám vào và chúng ta lại mất công tẩy. Đấy, chưa kể tẩy rất khó nữa, thì thành ra là nếu chúng ta dán cái này để lâu ấy, nó sẽ phản tác dụng, nó sẽ làm hại cái nhựa. Còn nếu dán băng dính này ấy thì trừ khi các bác để quá lâu, ví dụ 2-3 tháng hay là 3-4 tuần trở lên ấy, hoặc là một thời gian khá là dài thì nó cái keo băng dính này nó mới dán vào. Chứ còn bình thường nếu mà để khoảng 3-4 ngày, đôi nọ em dán cái loa em để 3-4 ngày vẫn không sao cả. Đấy, bóc ra vẫn bình thường. Băng dính giấy này các bạn. Đấy. Cho nên chúng ta sử dụng băng dính giấy này để dán những cái chỗ này để chúng ta sửa rồi các kiểu, nên nó rất là tốt. Đấy, băng dính nào cũng chống xước cả thôi, nhưng mà băng dính này thì nó có cái nhược điểm là dán lâu quá thì nó sẽ dính lại. Ví dụ bây giờ em mà không bóc ra ấy, em sửa cái này khoảng trung bình khoảng 3-4 hôm đi, cho là 3-4 hôm đi. Sau đó gửi vào bác chủ đài này nữa khoảng 3-4 hôm nữa thì cái này nó khá lâu rồi, nó dính ở đây thì nó sẽ bị như thế, bị gọi là keo dính ở đấy suốt. Đấy, cho nên nó sẽ phản tác dụng. Phản tác dụng về chỗ nó dính ngược lại, chúng ta lại phải mất công tẩy thôi. Tẩy thì cũng được thôi, chẳng qua là chúng ta lại phải biết cách tẩy thì mới được, không phải kỳ bằng tay thì tay cũng khá khó ra đấy. Đấy, chúng ta biết rồi, keo băng dính mà dán vào mà vừa mất công vừa mất thời gian. Đấy, tốt nhất chúng ta dán những cái băng dính này, băng dính giấy này nó chuẩn nhất này. Nó gọi là dán tạm thời. Ok, còn cái vấn đề không làm xước những cái thiết bị của bác thì chắc chắn rồi, em không bao giờ làm xước. Này các bác thấy là em chuẩn bị những cái đệm mút này. Đấy. Cho bác xem những cái tụ, những con trở rồi. Mới căng, nó không bị tình trạng kiểu han han gì gì cái chân. À, cái phần phần kim loại này này. Nhiều con 777 hay là những cái con Sony to to, ví dụ như 715 hay là 710, nó hay bị han han những cái con trở trở cầu chì kiểu này đó. Nói chung là linh kiện mạch điện tử nó hay bị hỏng.
những con mới này ít lắm, nhưng mà những con mới này mà đã bị thì nó đã bị hẳn luôn. Đấy, quan trọng là như ví dụ như em là một người hay sửa đài ấy, thì em sửa những con sạch sẽ này em rất là thích, thích tháo ra luôn, nhìn thấy là thích tháo ra luôn. Nó có hứng thú, không phải thích tháo nó có hứng thú tháo ra, hứng thú làm. Còn những con đài mà thậm chí không có cả ốc vít thì em thấy nản nhất những con đấy, tại vì làm nó rất là mệt thôi. Làm xong lại phải tìm những ốc vít cho vào. Thứ nhất là tìm ốc vít cho vào, thứ hai là phải chế lại những cái lỗ này này, lỗ gọi là lỗ vít ốc này này, ví dụ như lỗ này đấy, chế lại những cái chân cột vít ốc này này, rất là mệt, rất là khó khăn, rất là khoai. Nếu không chế cẩn thận khi vận chuyển đến 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 nơi các bác, nó lại tan tành, thì lúc đấy em lại thành là con người là gần như là không sửa gì hết, nó mất cả công các bác, mất cả công các bác gửi đi, mất cả công em sửa rồi cuối cùng dã tràng xe cát hết các bác. Đấy, thì thành ra là những cái điều đấy thì em không nói thì các bác không nói, hoặc là em không nói nhưng mà em vẫn phải làm, tại vì trong quá trình vận chuyển mình phải đảm bảo chắc chắn nhất có thể cho cái thiết bị. Hồi trước em cũng không để ý cái điều này, một vài năm trước ấy, thì có những con đài em không để cái cục này này, nó bị lòng những cái chân ốc kia dài. Bình thường thì không sao, nếu các bác để nhà không sao, nhưng mà khi vận chuyển nó rung lắc, rồi shipper nó toàn lực sĩ mà tay to, nó quăng quật các kiểu hết, rồi cuối cùng cái cục này nó văng ra, cục này nó tuột ra, thế là nó giống như cái búa tạ ở trong cái đài không à, nó đập tan tành hết phần nhựa, chưa kể nó còn đập cả những cái mạch này nữa. Đấy, nó nặng mà các bạn, nó bật cái này ra. Em không nói con này, cái con ba cái gậy thì nó chỉ có một miếng nhựa nhỏ thôi, nó gãy cả nhựa đấy, gãy cả nhựa đấy, thì thành ra là nó chỉ có một cái cục này không, cục cũng to tầm cái máy này đấy, thế là nó giống như cái búa tạ ấy, nó lăn ở trong, lắc ở trong, đập ở trong, đập tan tành hết, nhựa nhiếc đằng sau vỡ hết, nó đập cả cái mạch này luôn, nứt luôn, thế là tan tành hết. Đấy, cho nên là nhiều rút kinh nghiệm những cái vấn đề đó thì bây giờ em phải cẩn thận, phải thật cẩn thận các bạn. Đấy, nhiều lúc những cái này thì em không tính phí hay là không nói vào trong cái những cái phần mà em gọi là sửa cho các bác đâu, nhưng mà vẫn phải làm, không làm không được, tại vì những cái phần đấy phần gần như là phần cứng rồi, không làm thì không vận chuyển đi được các bạn, trừ khi các bác đến nhà em lấy rồi các bác về thì chuyển đi đâu thì các bác tính sau, thì lúc đấy không nói. Nhưng mà em đã vận chuyển đến nhà các bác thì nó lại phải chắc chắn như vậy. Ok, đấy, nhìn các bác nhìn đều. Mọi thứ sờ thôi còn mát hết cả tay. Ok, đấy thôi, cho các bác chiêm ngưỡng như vậy là ok thôi. Có lẽ nhiều bác cũng có cái đài như này. Thì em test rồi, radio ok, line em chưa test ngay. Theo bác chủ thì là chỉ bị mỗi cái cửa này thôi. Tiếng em play thì thấy kêu rè 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 rè, kẹt 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 kẹt. Thế là em không mở nữa, tại vì mở nữa thì cái bánh răng nó mài hỏng hết những cái bánh răng. Thế em không thể mở được nữa, bây em phải tháo ra. Em sửa nguội, tại vì cơ này có thể sửa nguội được. Với lại cái con đài này sửa nóng rất là khó. Sửa nóng có nghĩa là như nào? Có nghĩa là chúng ta tháo hết linh kiện, tháo hết phên vỉ, thế cơ là chúng ta cắm bên ngoài, chúng ta cho nó chạy cũng được thôi, chẳng qua là cái dây dựa nó không hỗ trợ để cách xa nhau, nó hay dựa vào nhau, mà con đài này động một tí là chết cái này chết cái kia ngay, chập đúng một tia lửa thôi là đi hàng bao nhiêu con linh kiện. Cái cấu tạo của cái đài này là thế, tại vì công suất nó rất lớn, con này với con ba con bảy này là hay bị kiểu đấy này. Mấy cái con 710 thì nó cũng chập té lửa, nhưng mà nó ít bị chết linh kiện lắm, nếu mà chập như thế ấy. Đấy, em đang nói là trong trường hợp nó bị chập nhá. Nhưng mà cái con này ấy, hôm nọ em đã từng bị một con đài của em chập cái hai dây này xuống cái cơ này thôi, trong khi đó điện đã rút rồi, điện đã ngắt rồi nhá, điện ngắt rồi, nhưng mà kiểu như là nó còn thừa ở tụ ấy, nó thừa tụ nguồn hay là tụ nào em không rõ, hay là những cái tụ nào đó ở trên này nó thừa, thế là nó chập xuống mạch xuống cơ này, hai dây này, một trong hai dây này hay là cả hai gì đó, chập xuống cơ để tóe lửa một cái là đi mấy con
con trở với lại con diod Jenner luôn ở cái đoạn đoạn này. Đây là con ba con bảy nha các bác nhá. Thế mới khiếp, thì kể cả con này nó cũng thế thôi, nó cũng kiểu kiểu như thế. Hoặc là có thể đi cả IC công suất này. Nó rất dễ bị, cho nên là em phải sửa con này rất thận trọng các bạn, trách nhiệm rất nặng nề luôn đấy. Phải nói là như vậy, mặc dù bệnh nó là không nhiều đâu nhưng mà thực ra thì công sức các kiểu thì nó cũng ngang một con bệnh rất nhiều luôn. Đấy, chia sẻ với các bác nó là như vậy. Đây, mọi thứ chắc là em cũng chả cần thay dây cura coric gì cả đâu, chỉ sửa lại cái phần cơ. Phần cơ nó kêu rè trong cái cơ cửa A này. Ok, để cho các bác chiêm ngưỡng như vậy thôi. Đến đây là em xin tạm dừng cái video clip đây. Hẹn các bác ở những cái video clip sau. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và gửi đài, gửi thiết bị đến cho em sửa. Hy vọng là em sẽ giúp đỡ các bác nào được thì giúp, còn nếu không được thì mong các bác thông cảm. Tại vì có nhiều bác cũng gửi đài đến mà một là em chia sẻ xong, hai là em không sửa được, ba là nó ở dạng dở dở, có nghĩa là em làm một nửa rồi mà thiếu một cái IC thôi mà không làm tiếp được. Thì ví dụ những cái trường hợp đấy thì các bác có thể nhận lại máy hay như nào đấy thì liên lạc với em thì tính sau, còn chờ lâu quá thì cũng không được đấy. Ok, chào mọi người nhé, em tiếp tục sửa máy đây. Tạm dừng cái video tại đây nhé.